Ba ơi, con muốn... Má, tụi con muốn mua nhà mới. Nội nội, con muốn có cái laptop nội. Con muốn có xe đạp điện nữa. Thôi, im đi. Ồn ào quá. Ba ước có một cái hồ thủy sinh thiệt lớn để nuôi cá. Má, má ơi, bà má. đi má. Cô mới làm gì hả? Hôm nay chị có nấu vài món, vô ăn với anh chị cho vui Đi đi, ha. vô ăn chung đi. Đấy, cô ngồi đây nè. Cảm ơn anh nè. Có anh nè. Ăn đi. Cứ anh để tự em tự nhiên. Quan đi. Cứ tự nhiên nha. Anh em trong nhà không hả? Ăn đi em. Nè. Ăn thêm nữa đi. Cảm ơn chị. Ăn tự nhiên đi em. Hình như là anh chị có chuyện gì muốn nói với em phải không? Ừ. Cô đúng là tinh ý ghê vậy đó. Anh chị muốn nhờ cô giúp đỡ một chuyện. Anh chị muốn có một ít vốn để kinh doanh nên muốn vay tiền ngân hàng. Nhưng mà cô thấy đó, thu nhập của anh chị quá thấp, sợ họ không có cho vay. Đúng rồi. Anh á thì định kinh doanh nhà đất, còn chị của em đây định kinh doanh vàng. Hai ngành đó bây giờ nha là hai ngành dễ kiếm tiền nhất á. Vậy anh chị có tính tới chuyện phải đóng lãi suất ngân hàng chưa? Thị trường bất động sản đang đóng băng, giá ảo nhiều hơn giá thật. Còn kinh doanh vàng thì không có gì chắc chắn. Anh chị phải suy nghĩ, cẩn thận xem xét trước khi quyết định. Anh chị cũng tính kỹ lắm rồi nên mới nhờ cô giúp đó. Cô giúp anh chị một lần nha. Em không ngại gì bảo lãnh cho anh chị, nhưng em thấy việc kinh doanh này không khả quan. Cho dù kiếm được lời thì đóng lãi suất ngân hàng cũng rất là cao, tính ra mình cũng chẳng được gì đâu. Ý cô là Em ăn no rồi, xin phép anh chị. Rõ ràng là không muốn giúp mình mà. đúng rồi, chỉ còn có một cách thôi. Con má ơi, dậy đi chị con. Chưa ơi, vậy là đi muộn quá. Má tỉnh má, rồi nhớ tỉnh rồi. Con bóp đúng má, huyệt hả? Má thấy sao má? Má mấy ngón đây chị này. Hả? Má có bị tâm thần đâu em? Má khỏe chưa má? Có phải má có nhiều tiền quá cho nên má mới bị sốc phải không? Má, con cần ít tiền để hùng với người bạn làm road show. Má cho con nghe má. Hai anh á, lúc nào cũng tiền tiền. Biết má có không mà hỏi. Đợi má khỏe lại mà hỏi sao? Bộ mày tưởng mày là út là mày ngon hả? Mày muốn giành hết gia tài hả? Không có cửa đâu con. Bích cửa ấy nghe. Im. Thôi ai mà thèm giành. Đừng lấy bụng ta xí bụng người nha. Đừng mày nói ai. Mày nói ai. Mày nói ai. Cô im đi. Nhân vật chính còn ở đây, không chịu nghe bà nói. Mày cứ lo gây hoài. Má nói gì đi má. Hết rồi. Hết rồi. Xin lỗi, vé của bác không có trúng giải đặc biệt. Là sao? Hôm qua tôi dò trúng rõ ràng mà. Đây là kết quả xổ số ngày hôm trước của tỉnh An Giang. Ừ.
Đây. Nè nè, thấy không, thấy không? Nè. 4 số 9 nè, thấy không? Con nào cũng có không trúng là sao? Bác đã dò lộn đài rồi. Đây là tỉnh Tây Ninh. À. Còn đây là kết quả xổ số của tỉnh An Giang. Bác có sao không? Bác ơi, bác. Trời. Vậy mà mình cứ tưởng có tivi màn hình phẳng để mình coi cải lương cho nó sướng đi chứ. Ôi, không biết chừng nào mới có được cái hồ thủy sinh lớn để nuôi cá đây. Thôi. Đi. Thôi, lên học bài đi con. Dạ. À, hết phim rồi. Ba má hết phim rồi, mình về phòng thôi. À, thôi về con. Má nghỉ ngơi nha. Má nghỉ cho khỏe. Thôi má nghỉ cho khỏe đi. Tụi con xin phép về phòng. Đi. Thôi con lên nha má. Thôi má, trời không cho thì thôi. Má buồn để làm gì? Con đưa má vô phòng nghỉ nha. Chỉ có ông là không ước gì hết. Ông có giận tôi không? Giận bà tôi ở với ai? Tôi cũng muốn cả nhà đổi đời thôi. Ai về đâu. Thôi, đừng có mơ mộng nữa. Giống như tôi vậy nè, sống thực tế có hơn không? Tưởng đâu có tiền để mua lại cây lộc vườn của ông bạn. Ai dè. Trời đất, có chuyện đó nữa hả? Bây giờ mọi người bên nhà con á té ngửa ra hết rồi phải không? Con của má cũng đang thất vọng tràn trề đây nè. Má còn cười được nữa. Vậy rồi á, bây giờ á, con có nghĩ ra được điều gì chưa? Con chỉ ước vợ chồng con được hạnh phúc thôi. Nhưng mà anh thấy anh mơ nhiều lắm. Anh muốn tụi con được tự do. Chuyện đó thì dễ thôi. Cần gì phải mơ. Hai đứa cứ dọn về nhà ở chung với ba má. Ba má nhường cho tụi con tầng trên tha hồ mà tự do. Thôi đi má ơi, anh thế anh không đồng ý đâu. Con phải giải quyết chứ. Đàn bà phải nắm quyền đàn ông. Con thấy má không? Ba sợ má phải phép luôn đó. Chú má gọi cho con nha. Alo má ơi, má có nghe không? Alo. Ông ngồi đi đi ông. Ngồi xuống đi. Bà cho phép tôi mới dám ngồi. Cái ông này. Ngồi xuống đi. Bà thiệt. Tôi ra ngoài với con gái một chút thôi mà, hơi đâu mà giận. Dạy con gì không dạy. Đi dạy nó ăn hiếp chồng. Bà khổ à. Thôi uống trà đi mà. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la. La 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 la. Gì à? Tự nhiên cái lê. Có bồ hả? Có bồ nào bồ. Làm gì tư vui vậy? Tư vui là gì? Tôi đã thấy tiền nó lơ lửng ở trước mắt tôi rồi. Em biết không, bữa nay xăng nó lên 500 đồng lít rồi đó. Mới có một ngày thôi mà nó lên như vậy á. Phải lần trước mà em nghe lời tôi là bữa nay có mấy triệu bỏ túi rồi thấy chưa? Tiền nó trước con mắt rồi ha. Nó bay qua lại chụp không được thì tức gì đâu á. Em bây giờ vậy nha. Bây giờ em mượn giùm anh mấy chai đi. Anh hứa sẽ trả tiền đàng hoàng, một vốn bốn lời. Cảm ơn. Tôi không dám mơ nữa đâu. Lần trước rớt từ trên cao rớt xuống chưa tan xương nát thịt hả? Chưa sợ hả?
Bây giờ anh nói nghe nè ha. Anh làm ăn rất đàng hoàng. Không lẽ anh là chồng em mà em không tin anh thiệt hả? Đúng không? Em phải tin chồng em chứ. À, miễn bàn. Nè, bây giờ tôi hỏi bà có đưa hay là không? Bà đủ rồi nha. Đưa hay là không? Có tôi cũng đưa nữa, giờ ông làm gì tôi? Muốn quánh tôi phải không? Ừ. Quánh đi. Quánh đi. Bây giờ quánh không? Không quánh chứ gì? Ba má ơi, chồng con. Trời ơi, tôi lại bà, tôi dám làm gì bà đâu. Trời ơi trời, tôi sợ bà quá nha bà nội. Chồng con vô tích sự. Thôi thôi thôi, anh làm ơn đi. Đừng có gây ra nhiều chuyện rắc rối nữa. Nói ra là tôi biết không ổn rồi. Coi chừng bị người ta gạt bây giờ. Em làm sao vậy? Anh làm ăn đàng hoàng, có hợp đồng hẳn hoi. Cho anh cơ hội đi em. Thôi 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 thôi, tôi xin anh. Anh chỉ cần ở yên đó không làm gì hết là tôi mừng rồi. Em đừng có khinh thường anh nha. Anh mà thắng Rosso lần này á, anh sẽ nổi tiếng cho em thấy. Mừng quá mừng quá, tôi sắp có ông chồng nổi tiếng rồi, mừng quá. Tôi cũng ráng chống mắt lên coi anh có nổi tiếng không, anh có làm được trò trống gì không. Còn tiền hả? Không bao giờ. Kìa em. Má giờ đội nghỉ đi, mượn tiền con được nhào vô quánh con à. Con đánh hồi nào tới giờ má có thấy con đánh vợ con lần nào chưa? Nó thêm nó bớt. Thêm bớt gì? Trời, tôi mỏng la lên là anh cầm cái chà vô đập tôi như đập đầu cá lóc gì đó. Đó má thấy chưa? Vợ con vậy đó, nói một tiếng là trả lời một tiếng. Vậy chứ mấy cái lúc mà tôi có tiền tôi về tôi đưa tận mặt đó, lúc đó là cười sao, tí ta tí tửng rồi sao. Cái lúc người ta mượn cái thì làm mặt thì phải ghét. Ý anh nói là tôi thôi thôi thôi. Bây giờ rốt cuộc là chuyện gì nè? Rồi khi không còn hỏi tiền nó để làm gì? Con hỏi tiền đi, con làm ăn. Làm ăn gì? Con chạy xe ôm xe có rồi làm ăn gì nữa? Buôn xăng á má. Đó. Đi miệng. Gì? Trời ơi, khi không mà chưa cái đội cái nổ đó. Được cái mày đem về nhà, đâu có ai dám ngủ. Ngủ một đêm tới sáng đi, thành em quay hết rồi sao? Đâu có đâu nội, con coi nhà kho đàng hoàng, với lại con dò hỏi hết rồi. Bây giờ vài ngày nữa xăng nó sẽ lên, mình mà có tiền là mình hốt trọn gói luôn á nội. Nghe vậy cũng có lý à ha. Dạ. Đúng rồi đó má, lúc này xăng đang lên, nếu mà có vốn tích lũy thì bán cũng có lời. Đúng rồi đó má. Má, nội. Má má cái gì, không nghe nội với má đồng ý rồi hả? Cãi cãi tôi giả một cái bây giờ. Thôi nghe. Có cái này là đó, cái gì cũng con. Xong hết á. Anh chị đưa giấy tờ nhà đi đâu? Cô không giúp á thì để anh chị tự lo. Em đã nói là anh chị không nên mạo hiểm rồi, còn cố chấp làm gì? Cô sợ anh chị kiếm tiền rồi sẽ giàu hơn cô chú chứ gì? Sao cô ích kỷ quá vậy? Em không có ý đó. Chứ. Thôi em, kệ đi. Của mình lo. Đi. Anh chị không được lấy giấy tờ nhà đi. Này nha, tôi nói cho cô biết, nhà này là nhà của cha mẹ tôi. Cô lấy quyền gì ngăn cản? Chú Trung đã không nói thì thôi. Cô là người ngoài, cô không có quyền. Đi em, đi. Anh chị. Bây giờ ba sẽ diễn cho con một màn thiết là đặc biệt. Ba trái nè, ba tung một lượt luôn nghe. Một, hai, ba. Mình nha, bắt đầu. Mày đi đi ba, mày đi ba. Yeah, hay quá à. Hay quá vậy ba. Đang làm hay quá à. Ây da, nhúc cái đầu à. Nữa đi ba. Có làm biểu diễn nào tuyệt chiêu hơn nữa không? Đúng rồi, đúng có rồi. Có sao không có. Nè, đi nha. Biểu diễn nhanh đi ba. Bây giờ ba sẽ diễn một màn thật là độc đáo. Yeah. Ba đứng vào đây.
Đem coi đây đó. Tụi con có thấy gì không? Dạ không. Dạ không. Không có phải không? Dạ. Hay quá. Đọc đó mới lạ. Ba xít giỡn. Ba xít giỡn. Cảm ơn. Ở ngoài cây xăng bây giờ là 19.300. Mà tôi bỏ cho ông 19.000 là ông vẽ được 300 rồi. Ông tính lên con số nó lời cỡ nào đây? Tôi nói thiệt chứ ông không ai mà vẽ bằng tôi chứ. Ông không tới nữa thôi á. Sáng sớm mở hàng đi cho nội. Rồi, âu cơ, vậy hen. Cá. Ôi trời ơi, cuộc đời tôi hạnh phúc quá. Cuộc đời tôi chưa có bao giờ mà sung sướng như lúc này chứ. Rồi. Điệp ơi mang lên chỗ thành đô nhà xe rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quen xưa em dò gió mong. Trời. La 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 la. Chuyện gì vui vậy? Chuyện đâu đã vui vậy? Bởi vì con nói má rồi, nếu mà không nghe lời con là bể mánh rồi. Bây giờ là có tiền rồi, trúng mánh rồi, thấy chưa? Chồng em giỏi quá à. Trời ơi, đâu phải khi không đâu con. Nếu mà má không có nói vô á thì dễ gì nó đưa tiền cho mày làm ăn. Không có đâu má, con muốn thử lòng chồng con thôi. Vậy chồng ha. Con là làm ăn giả số 1 chồng ha. Trời ơi. Gì quá. Nào, thế sinh ra đang đếm tiền mày. Ê. Alo, tôi nghe nè. Cái vụ bữa tôi nói anh sao rồi? Rồi rồi, nhớ mà. Anh phải trả lời dứt khoát đi, có mua hay không phải nói tôi một tiếng, tôi còn bán cho người khác nữa. Mua, mua chứ. Trời ơi, tôi mê cây đó lắm. Mấy bữa nay tôi mất ăn mất ngủ vì cây đó nè. Tại tôi cần tiền tôi mới bán, chứ còn anh để lâu tôi bán cho người khác đó nha. Biết rồi. À, anh chậm cho tôi một ngày nữa nghe. Rồi. Ngày mai tôi tới liền, vậy ha. Rồi, chào anh. Kỳ vậy ta? Bà để đâu ta? À, đây rồi. Bà có cất kỹ đi mấy thì cũng không qua được tôi đâu. Ủa, làm gì bữa nay đóng cửa sớm dữ? Ông ơi, ông. Ừ? Sao giờ này không ra ngoài coi tivi cho ấn vui, tự nhiên vô đây nằm chèo queo vậy? Bệnh hả? Có sao không? Tự nhiên nay buồn ngủ sớm có bệnh gì đâu. Buồn ngủ thì người ta thay đồ khác mặc ngủ cho anh thoải mái. Mặc đồ này sao ngủ? Thôi, làm biếng lắm. Ngủ à? Già dữ lắm rồi. Sao không ra ăn sáng đi, ngồi đây hút gió. Yêu đời dữ. À mà biết không, tối hôm qua tôi nằm mơ thấy chuyện mắc cười lắm. Mơ cái gì? Thấy bà nhéo lỗ tai tôi một cái đau quá trời. Trời ơi, mơ là hẳn gian. Tôi mà dám nhéo lỗ tai ông. Gớm. Đừng có nói cho con mình nó nghe. Nó đi đánh đề á. Bộ nó chơi đề hả? Ừ. Nè. Ừ? Sao bữa nay tự nhiên sáng tôi thấy thèm bún riêu quá trời. Ủa? Bà đi mua giùm tôi nha. Hồi nào giờ ông có ăn bún riêu ăn sáng đâu ạ? Thì bữa nay tự nhiên cảm thấy nó thèm. Thèm thôi đi ăn. Đi, tôi với ông đi ăn. Đi.
Đi. Thôi bà đi mua giùm tôi đi. Tôi đi ra đó gặp người quen kỳ lắm. Trời trời, bữa nay già còn xanh tật mắc cỡ nữa. Đi mua phải không? Ừ. Vậy ngồi đây chờ nha. Ừ. Tôi mua về tôi kêu. Rồi. Nè. Ô. Trời, hết hồn. Ăn mắm hồn. Ăn ăn, ăn. Ờ. Trời, ừ. Cái bà này. Ước gì ngày nào cũng là ngày chủ nhật hả con? Chi vậy má? Để tụi con về nhà ăn cơm với má. Con mời ba vô ăn cơm. Anh, vô ăn cơm. Ừ. Dạ, con mời ba má. Ừ. Ăn cơm đi con. Dạ. Ba. Con gái gấp thức ăn cho thì còn gì bằng. Má, má thích ăn tôm nhất nè. Má ăn nhiều vô nha. Cảm ơn con. Ba ơi, lúc này công ty mình làm ăn được không ba? Ừ, cũng bình thường thôi con. Ba, con tính nếu như ba má có dư cho con mượn một ít tiền được không? Ủa, hai vợ chồng con đi làm gì mà không đủ tiền xài hả? Dạ không phải, con mượn để làm ăn. Con muốn làm gì? Con... Dạ, vợ con tính chuyển sang kinh doanh mỹ phẩm, nhưng con cản, làm việc văn phòng dù sao vẫn nhàn hơn. Chồng con nói đúng đó, bỏ công ra học mấy năm mới ra trường. Giờ mình đi làm chưa bao lâu, mà bỏ thì uổng lắm. Con... Em, trong giờ cơm á, không được nói chuyện nhiều đâu. Ăn đi. Ông ơi, ra một điều cho nóng nè. Ông ơi. Trời ơi, kêu mua bún riêu sao đó mất tiêu rồi. Má. Ủa, hồi nãy đòi ăn bún riêu giật ngược giật xuôi rồi mua về đi đâu mất tiêu rồi. Ai vậy? Ba mày chứ ai. Má, chồng con đâu rồi? Mày đi là nó đi luôn rồi. Nó đi kiếm chỗ mà thuê kho mới gì đó. À. Má ngồi lại con nói má nghe nè. Con đi gom góp một hơi cho ảnh hơn 50 triệu đó má. Trời ơi, dữ vậy? Bộ giờ chồng mày muốn làm ăn lớn hả? Lớn mời. Tụi con quyết liều một phen. Chứ để nghèo khổ hoài, người ta khinh thường chết. Tiền mượn không đó nghe con. Cẩn thận chút đi. Alo, anh hả? Ừ, anh nè, khỏe không em? Sao mấy hôm nay em gọi cho anh không được vậy? Anh bận quá, ở nhà có việc gì không em? Anh chị hai á, muốn bỏ tiền đầu tư kinh doanh, cho nên lấy giấy tờ nhà đi cầm rồi. Trời, có chuyện đó nữa hả? Ừ. Anh thấy chưa, mới có một ngày thôi mà tăng giá lên tới 100.000 đồng một lượng. Hả? Cứ cái đà này á, hôm nay hai vợ chồng mình kiếm 20 triệu luôn đó anh. Trời, nhầm nhò gì ba có số lẻ đó. Mà không biết đâu, đất của tôi á tăng hơn 1 tỷ lô rồi đó. Thiệt không anh? Thiệt chứ bộ. Trời ơi anh ơi, vợ chồng mình giàu to rồi. Anh chị mới về hả? Ai đó muốn ngăn cản được phát tài của tụi mình đâu có dễ đâu. Ừ, đúng. Anh chị đừng thấy cái lời trước mắt mà ham. Anh Trung vừa gọi về cho em, kêu em khuyên anh chị ngưng lại đó. Nè nè nè, chú Trung nói hay là cô nói? Tụi em cũng chỉ muốn tốt cho anh chị thôi. Trong kinh doanh có rất nhiều rủi ro, nhất là chuyện về ngân hàng, không phải là chuyện đùa đâu. Vợ chồng tôi cảm ơn lòng tốt của cô. Phải rồi, cô lo cho vợ chồng tôi hay là sợ bị liên lụy, hay là sợ bị mất nhà rồi ra đường mà ở?
Má. Trời ơi con. Đấy. Bố có chàng giỏi con không? Chắc là không. Tại con nói với ảnh là con đi mua sắm với mấy người bạn. Má có tiền chưa má? Có rồi. Đây. Đây là cả gia tài của má. Nhớ chưa tiền lợi cho má nghe chưa? Má yên tâm đi. Còn với má ăn động chi đủ mà. Không để con gian má. À, đúng rồi. Lỡ đủ thì sao con? Thì má chịu một mình chứ sao? Hả? Còn nó giỡn thôi. Chứ mình nắm chắc phần thắng thì làm sao mà lỗ được. Má đừng có lo. Thôi con đi nha. Anh thấy mà anh biết con làm chuyện này là anh giết con luôn đó. Con đi nha má. Cầu trời cầu Phật cho mỗi ngày giá xăng lên 2.000 đồng lít là được rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Từ 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 từ. Cẩn thận nha. Cẩn thận cháu à. Dạ. Con cảm ơn chú nha. Dạ. Cảm ơn cháu nha. À, mai mốt chú mua cây kiển ở đâu nhớ kêu con chở nha chú. Rồi, yên dạ. Tâm. Trời ơi, tiễn đâu đi rước của nợ này về nữa vậy? Lại đi mượn người ta nữa phải không? Bà ơi, ông dòm đi. Nè, rước gì đầy nhà, tôi nói rác rến nó rớt đầy hết trơn. Ngày nào tôi cũng quét, không có té được đồng nào hết trơn. Thôi, ông đem trả giùm đi. Cái bà này, mệt bà quá. Người ta gửi chứ bộ, người ta gửi tôi chăm sóc. Nhờ chăm sóc giùm. Thì không đó, hay là xạo với tôi? Thì sao không? Ông bạn chí cốt của tôi, ông nói á, chừng nào tôi bán được cái cây này nè, ông sẽ chi tiền cho tôi xài. Ê, ê, quay qua đây, quay mặt qua. Cái mặt ông á, không có thiệt thà chút xíu nào hết trơn. Ai gạt bà làm gì? Lúc nào cũng nghi ngờ. Không có tiền. Thì đành phải thiến cái mạng cùi này mới được. Nhất định mình phải thắng mấy cái supplier này. Cái gì vậy? Điện thoại reo mà không nghe. Alo. Dạ. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Quốc Như nghe ạ. Dạ, em biết rồi. Chiều nay em sẽ cho người giao hàng cho anh. Dạ, em chào anh ạ. Cái gì vậy hả? Ngồi sát một bên điện thoại mà reo không nghe là sao? Khách hàng gọi đó. Anh còn lo công việc lớn. Công việc lớn của anh là cái gì? Là mấy trò nhảm nhí hả? Hề quá. Em đừng có coi thường anh nha. Đó là tất cả công việc của anh. Đó là nguồn sống. Là linh hồn. Là tất cả của anh, em có biết không? Trời ơi. Ghê quá à. Thôi, ngồi đó mà mơ với mộng diễn dông đi ha. Đến lúc sáng mắt ra, cái sự thật sẽ phủ phàng như thế nào. Chồng với con, chán chết. Ừ, được rồi, được rồi. Cho em biết nha. Tới lúc đó mà anh nổi tiếng, thì cưng đừng có theo anh mà xin chữ kiến nha cưng. Nhớ chưa? Ây da, chồng với con nhức cái đầu. Tôi biết là cái tiêu chuẩn của cái kho đó nó chưa có đúng. Nhưng mà bây giờ mình mới làm ăn thì mình phải chịu cho biết làm sao bây giờ. Trời ơi. Nói với anh rồi mình cẩn thận chút là được thôi. Ra làm ăn thì phải tính chứ anh. Bây giờ tôi tính vậy nè. Vợ chồng mình bây giờ á, phải thay phiên nha mà canh cái kho đó cả ngày lẫn đêm luôn. Không tôi là bà, không bà là tôi với bà cứ vậy tính tới đi. Hen, vậy được á. Vì tương lai vợ chồng mình sẽ đồng lòng, đúng không? Đồng vợ đồng chồng, tát đông cũng cạn. Ha ha. Anh chị ba ơi, dạ? Em nè. Coi ai vậy bà? Ủa cưng, giờ này anh chị chưa ngủ nữa hả?
À, đếm tiền mỏi tay quá chưa có ngủ được. Ủa mà bé Tú đâu rồi chị? Bên phòng nội á, vô đây. Dạo này á, em thấy hai anh chị giống như hai người hoàn toàn khác vậy đó. Khác là khác sao cưng? Thì thấy hai anh chị vừa đẹp vừa sang ra nữa. Nhìn tướng hai anh chị chắc mai mốt giàu lắm á. Cô dâu Út mình đã biết coi bói hồi nào vậy ta? Bữa nay qua kiếm anh chị có gì không em? Dạ, lần trước á anh chị có hỏi mượn em ít vốn, bây giờ em tính hùn với anh chị được không? Vậy cô tin tưởng muốn làm ăn chung với anh chị, anh chị mừng. Dạ. Anh chị cảm ơn. Có điều là lo đủ vốn rồi. Thì nếu như mình càng nhiều vốn thì càng khuếch trương lớn hơn chứ sao? Được đó. Vậy nè, thực ra chị cũng muốn vậy, nhưng mà tiền không phải của mình. Làm ăn lời không nói gì, nổ một cái trời mang tiếng chết em. Trăm dâu đổ đầu tầm, nặng cái đầu, nhức cái đầu lắm. Sao tự nhiên buồn ngủ quá ta. Ngủ thôi. Vậy thôi anh chị nghỉ đi, em xin phép về phòng. Đóng cửa lại giùm chị nha. Sợ. Trời ơi, thấy vậy ăn kiếm đường nhảy vô hả? Đừng có mơ. Bà. Gì? Nói thẳng quá với em Út, chuyện đó kỳ lắm bà biết không? Kỳ gì kỳ? Khi không biết kỳ. Miếng ăn vô tới miệng rồi, ngu dân cho người khác hả? Ngu. Bóp cái vai coi. Sao con? Ổn hết chưa? Hai vợ chồng á, từ chối thẳng với con luôn. Làm con ê mặt quá chừng. Đúng là ích kỷ mà. Để rồi coi tụi nó đắc ý thế nào nha. Để có chuyện gì á, cho một mình nó ôm xô cho biết. Thôi kệ đi má. Tính kiếm thêm chút tiền. Chứ nhà mình nữa hả? Có thiếu hụt gì đâu mà phải cầu cạnh cho mệt. Mình đứng ngoài cuộc, không chừng còn khỏe hơn nữa. Bàn vô tính ra, rốt cuộc của mình con thôi à. Thôi mệt quá đi, thôi má đi ngủ nha. Các cây xăng của tổng công ty dầu PVI được niêm yết giá mới, nhưng chị tăng thêm 550 đồng một lít. Giá xăng dầu bây giờ hiện đang lên cao. Mai mốt cho người ta đi làm phải đi bằng xe buýt hết quá. Thì phải rồi, xăng dầu càng ngày càng khan hiếm mà. Người tiêu dùng bắt đầu được. Thôi đi ngủ đi ông. Tắt TV đi. Bây giờ nó cái chuyện gọi là người ta. Cơm đi, cơm, ít tay ra cơm. Đói chưa? Đói muốn chết. Mệt rồi hả? Ăn cơm đi. Em ơi, cái kiểu này chắc phải mướn bảo vệ quá. Trời, anh nói gì vậy? Mướn bảo vệ tháng trả nhiêu? Ăn cám hả? Biết vậy rồi mà giờ đuối quá rồi, quải chạy đậu lắm rồi. Thôi mà, em biết anh buồn ngủ phải không? Canh cái kiểu này dễ buồn ngủ lắm. Ráng đi. Ý, em có cái cách này nè. Cái cách chống buồn ngủ hiệu quả lắm nghe. Cách gì? Nè, mỗi lần mà anh buồn ngủ á, anh lôi đống tiền ra, anh gọi anh đếm. Trời ơi, khi mà con người ta đếm tiền thì hai mắt sáng rỡ à, không có buồn ngủ. Nói thiệt với em, bây giờ anh đuối lắm rồi, khó xíu quá rồi. Thôi mà, đừng có quải nữa mà. Cố lên đi mẹ. Anh còn nhớ câu châm ngôn của hai vợ chồng mình không? Nhớ rồi. Nhắc coi. Thì giá xăng tăng thì vợ chồng hốt bạc. Ăn đi. Trời ơi, bà thương tôi ghê, bà cho tôi nguyên cái phao con vịt. Dạ đây. Ăn đây đi. Cái này nè. Nhiều chuyện quá. Trời ơi. Thế ơi, cho thế coi này nè. Wow, đẹp quá. Chị mua ở đâu vậy? Chị mình đi mua với. Thúy có mua được không mà hỏi. Trước đây khi chưa cưới á, mỗi khi Thúy thích, Thúy có thể mua một lúc mấy sợi như vậy luôn. Gần cả 100 triệu một sợi đó bà. Cái gì? 100 triệu? Thúy là đại gia chắc.
Mỗi lần mua thì mua mấy sợi. Hả? Thiệt không vậy đó? Của anh chàng Diệt Kiều mua tặng mình đó. Dạ, coi bộ món quà này cũng hơi nặng ký đó nha. Chứ làm sao, mỗi khi mình đã ra tay thì ai mà thoát được. Nhưng mà Diễm ơi, Thúy thấy hình như nó làm sao á. Sao là sao? Nó không giống hàng thiệt. Ý bà nói là anh ta mua hàng giả cho tôi chứ gì? Không thể như thế được. Anh ta còn cho tôi xem hóa đơn nữa mà. Thời buổi này á, bằng đại học bằng tiến sĩ còn làm giả được, huống chi là một tờ hóa đơn. Trời, trời ơi, sao mà rụng lá dữ vậy? Chết hả? Chết thiệt rồi. Alo, anh Tư hả? À, tôi nè. Sao cái cây của anh nó rụng lá hết trơn à? Cái cây nào? Thì cái cây của anh bán cho tôi với cây nào nữa? À, tôi quên nói cho anh. Cái cây đó đang bị bệnh, anh phải chăm sóc cho cẩn thận chứ. Hả? Anh bán cho tôi cây bệnh? Thì hên xui mà ai biết được. Trời đất ơi. Alo. Alo. Anh Xui hả? Anh Xui ơi, cứu tôi với anh Xui ơi. Tại anh không đó. Giờ anh chỉ làm giàu rồi, còn tụi mình chẳng có một chút lợi gì hết. Tiền Phi Nghĩa anh không có ham ha? Ai nói với anh là Tiền Phi Nghĩa? Công nhận là anh chỉ hay, nắm bắt thị trường giỏi. Thấy chồng người ta mà phát ham, ai như anh suốt ngày cứ ôm khư khư cái máy vi tính. À, hiểu rồi ha. Tối ngày cứ đem chồng mình ra so sánh này nọ. Phải rồi, anh không hay, anh không giỏi bằng người ta, vậy được chưa? Suốt ngày chỉ lo ca cảm chừng đâu đâu không à. Cầu trời cho mình được thành công, để rồi xem có đem chồng mình ra so sánh nữa hay không. Chào cả nhà. Chị. Chào mọi người. Ăn cơm đi con. Ăn cơm đi cưng. Dạ. Ăn cơm. Hay. Má, con bảo tôi trụng nước rồi kìa. Con. Ăn cơm đi con. Dạ. Ăn hết chén này đi con nha. Đi đâu vậy? Ngồi xuống ăn đi. Phòng xăng của Petrolimex đều đồng loạt tăng 590 đồng một lít. Cuối cùng của tuần qua, nhiều người tiêu dùng cho là không hợp lý, bởi vì cách đó một tháng, giá xăng vừa được điều chỉnh tăng thêm 450 đồng một lít. Mọi người ăn đi. Để đó, để cho anh trước chứ bộ. Đây, mày nhỏ mày phải nhường lớn chứ. Ê, nhỏ này, bữa nay mày gan quá hả? Của tao. Gà này má em mua chú bộ. Mua gì tao ăn luôn nè. Của tôi. Nè, cô ngồi đây chứ không phải tặng hình nghe chưa. Con nhỏ này, bữa nay á coi lời cô không ra gì phải không. Còn liếc nữa hả. Đưa con mắt. Má ơi. Má đây, gì vậy con? Gì em xùm vậy? Ai ăn hiếp con vậy? Hai đứa đánh em hả? Không, đâu con đây rồi móc mắt con. Nhỏ này, nói thêm nói bớt hả? Trời ơi, trời đánh cũng tránh bữa ăn mà cô. Chị, cô đừng có gì lớn bắt nạt nhỏ nghe chưa. Chị gì? Cô khỏi lo vợ chồng con cái tôi làm chứng mắt cô, hay không? Mai mốt vợ chồng tôi đi rồi, mặc sức mà ăn cơm một mình. Cô á, soi gương đi. Mặt á thì Phật, tâm á thì xà.
Bởi vậy tới tuổi này chưa ai hốt đi là phải rồi. Chị đợn không? Muốn đợn không? Anh đã thử cách của tôi chưa? Lần trước á, cái bằng lăng nu của nhà tôi á cũng bị trường hợp như vậy. Tôi chữa một cái là hết liền hả? Thiệt vậy hả? Để tôi thử coi làm sao nha. Rồi, có gì anh gọi liền cho tôi nghe. Rồi rồi rồi, cảm ơn anh. Bà làm sao vậy? Mấy ngày nay cứ than vắn thở dài làng sao? Tôi mất tiền chứ sao? Hả? Còn hơn là mất tiền nữa. Làm sao? Bà nói tôi không có hiểu gì hết trơn hả? Cái gì vậy trời? Bà này bà làm sao á? Ừ.